Ra thì nếu mà nói về niềm đam mê với sách thì tôi đã có cái niềm đam mê từ hồi nhỏ. Tức là từ hồi nhỏ thì cái lúc mà thời điểm năm khoảng tầm năm 9, năm 96 ấy, thì gia đình của tôi cũng khá là khó khăn. Tuy nhiên mà tôi không biết vì sao mà bố tôi có một cái quyết định rất là đặc biệt, đó là đặt báo Nhi Đồng cho tôi cái thời điểm đó. Và trong báo Nhi Đồng thì mọi người có thể biết là thời điểm đó có rất nhiều những truyện ngắn, và thậm chí là có những cái bài mà liên quan tới dịch của Liên Xô, hoặc là những truyện tranh ví dụ như là Bác sĩ Ippolit hay là Buratino. Và từ đó thì tôi đã có cái niềm đam mê với sách nói chung. Cho nên là sau này khi mà có điều kiện và sưu tầm được sách sách Liên Xô thì tôi nghĩ rằng cái việc mà để sách Liên Xô để không ấy, thì nó cũng khá là phí. Cho nên là trong thời gian rảnh thì tôi đã dịch một vài cuốn. Sau khi dịch xong thì tôi có post lên trên mạng và được sự hưởng ứng của mọi người. Và trên tay của tôi đang cầm đây là một trong những cái cuốn mà đã được phát hành vào năm 2021, đó là Bác sĩ Ippolit, nhưng mà một phiên bản khác, đó là phiên bản dịch thơ. Nếu mà nói về khó khăn đặc biệt là cho sách thiếu nhi, đó là mình phải chuyển hóa cái ngôn ngữ của mình thành cái ngôn ngữ của trẻ em. Tức là mình phải làm như thế nào để mà giống như kiểu là mình cho sách thiếu nhi đọc thì phải là cái ngôn ngữ của thiếu nhi đọc, thì họ mới thấy được cái sự dễ thương ở trong những cái ngôn ngữ đó. Tôi nghĩ rằng đó là qua những cuốn sách mà tôi đọc và những cuốn sách mà tôi dịch, thì hầu hết mọi người đều công nhận rằng đó là cái văn hóa và con người Liên Xô hiện lên khá là đẹp. Và khi mà chúng tôi đọc những cuốn sách Liên Xô thì chúng tôi thấy rằng đó là mọi người đều hợp tác với nhau với một cái tinh thần rất là phấn khích, và mọi người đều hướng về một cái tương lai tươi sáng. Mặc dù thì ở bên ngoài thì có thể sẽ là có những điều này điều kia, nhưng mà trong các tác phẩm văn học thì cái tinh thần lao động đều hiện lên, và cái qua những cái câu thơ hoặc là bài văn thì những cái cảnh sắc và con người Liên Xô hiện lên thì tôi thấy rằng rất đẹp, và thậm chí là đã tạo được ra những cái ấn tượng rất nhiều trải qua cả những người mà sống từ thế hệ trước đến thế hệ của tôi bây giờ.